Xót xa cậu bé ngủ gục bên đường vì vất vả mưu sinh, đêm thổi lửa, ngày bán bánh tiêu kiếm sống. Những ngày trưa đứng bóng, cái nóng như thiêu như đốt, có thể lên tới 34 độ. Nhiều người không chịu được phải ghé lại một nơi nào đó để tránh nóng. Nhưng ngoài kia, một em bé lấy đất làm giường, lấy trời làm màn, lấy cái bóng ban trưa đang ôm lấy em làm tấm chăn mỏng. Em ngủ thật ngon giữa lòng thành phố, giữa phố phường tấp nập người qua. Sáng em lội khắp cùng các con đường để bán từng cái bánh tiêu, để rồi khi màn đêm buông xuống, em lèo theo chân các anh, các bạn đến mấy góc ngã tư phun lửa kiếm từng ngàn. Vì hai chữ mưu sinh, em ngã gục ở ven đường, lay cách mấy em cũng không dậy nổi. Không biết trưa nay em đã có chút gì vào bụng, không biết trong giấc mơ của em có thấy được hoa lệ giữa Sài Gòn. Nhiều người đã không khỏi xót xa khi nhìn thấy thân hình gầy gò, nhỏ thó, đôi gót chân chai sần vì mưu sinh các nẻo đường. Được biết gia đình em sống khá chật vật trong ngôi nhà nhỏ ở giữa Sài Gòn. Trong một lần may mắn, em đã gặp được một mạnh thường quân sẵn sàng đứng ra hỗ trợ cho em chi phí ăn học, để em không phải tiếp tục con đường buôn gánh bán bưng đầy gian khổ. Thì sau khi tôi nói chuyện xong thì ngoại đã đồng ý rồi, thì tôi sẽ hỗ trợ Phú Đen từ đây về sau. Thì coi như là vừa giúp thằng Phú Đen đi học, cũng như là hỗ trợ cho nó một phần cái kinh phí để nó về nó lo cho bà ngoại. Tại vì ngoại nó là hàng tháng là phải đóng tiền nhà. Rồi, thằng Phú Đen bắt đầu từ ngày mai mình hứa tao là đi học đúng giờ đúng giấc, học hành nghiêm túc. Ước mơ làm cái gì? Ca sĩ đường phố. Trần Cô Hùng hả? Một số chia sẻ được cộng đồng mạng để lại. Nhìn em mà nước mắt cứ rơi, có lẽ em mệt lắm nên mới ngủ say như vậy. Mong con luôn mạnh mẽ, đủ sức chống chọi với cuộc đời khắc nghiệt này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.